Show nho nhỏ, xin hãy quý vị hãy cùng thưởng thức, là rất là dễ thương quý vị ơi. Sau đây đội vũ mầm non của hội Rezo Maria, các cháu sẽ đến với quý vị qua màn trình diễn sau đây. Trước hết xin giới thiệu công chúa Phạm Jenny Thảo My. Công chúa Thảo My 6 tuổi, đến từ thành phố Veroe, sở thích chơi búp bê và nấu ăn. Món ăn khoái khẩu là ăn bún mập do mẹ nấu. Ước vọng sẽ trở thành bác sĩ nhi đồng. Đây công chúa Phạm Jenny Thảo My. Công chúa Đỗ Lily Ý Lan. Công chúa Ý Lan 6 tuổi, đến từ thành phố Veroe, sở thích vẽ hình loài vật. Món ăn khoái khẩu là ăn cơm, thịt kho trứng và mì Ý. Ước vọng sẽ trở thành hiệu trưởng trường trung học. Đây công chúa Đỗ Lily Ý Lan. Xin giới thiệu công chúa Đỗ Vera Vi. Công chúa Đỗ Vera Vi 5 tuổi, đến từ thành phố Renton, sở thích chơi dollhouse và chơi bingo. Món ăn khoái khẩu là ăn xoài và dưa hấu. Ước vọng sẽ trở thành chiêu đãi viên hàng không. Đây công chúa Đỗ Vera Vi. Xin giới thiệu công chúa Tí Hon Đỗ Avea. Công chúa Avean 2 tuổi rưỡi, đến từ thành phố Renton, sở thích chơi búp bê và xem phim hoạt họa. Món ăn khoái khẩu là ăn phở gà và cơm thịt bò. Ước vọng sẽ trở thành diễn viên múa và ca hát. Đây công chúa Tí Hon Đỗ Avean. Xin giới thiệu cháu Phạm Hoàng Johnny. Phạm Hoàng Johnny 8 tuổi, đến từ thành phố Fairway, sở thích đi xe đạp và đánh cầu lông. Món ăn khoái khẩu là ăn phở và sushi. Ước vọng sẽ trở thành bác sĩ nội khoa. Đây cháu Phạm Hoàng Johnny. Xin giới thiệu cháu Đỗ Quốc Hiếu. Cháu Đỗ Quốc Hiếu 6 tuổi, đến từ thành phố Renton, sở thích tháo ráp các loại máy bay trực thăng. Món ăn khoái khẩu là ăn khoai tây nướng. Ước vọng đã trở thành võ sư jiu-jitsu như ba của cháu. Đặc biệt Quốc Hiếu đã đi đấu nhiều nơi và đoạt được 10 về đây, 4 vàng 3 bạc và 3 đồng. Đây cháu Đỗ Quốc Hiếu. Xin giới thiệu cháu Cao Vincent Vinh. Cháu Vinh 5 tuổi, đến từ thành phố Fairway, sở thích chơi Hot Wheels và ráp Lego. Món ăn khoái khẩu là ăn cơm với trứng chiên. Ước vọng sẽ trở thành thầy giáo và khoa học gia. Đây cháu Cao Vincent Vinh. Xin giới thiệu cháu Trần Nguyễn Andrew. Trần Nguyễn Andrew 10 tuổi, đến từ thành phố Fairway, sở thích chơi bắn súng. Món ăn khoái khẩu là phở bò viên. Ước vọng sẽ trở thành nhân viên cảnh sát. Đây cháu Trần Nguyễn Andrew. Và sau đây các cháu sẽ đồng ca bài.